Và xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Dạ, xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Hôm nay em lên cho bà con mình vé này. 17 triệu nha. Cứng 2 tấn rưỡi. Ở dưới là nguyên thân sau núi luôn. Mì nhôm. Dán sạp đầy đủ. Ở bên đó là giá 24 triệu thương lượng trực tiếp mũi trẻ tại chợ Đồng Phú Vĩnh Long. Con này có 17 triệu nha bà con. Rồi mời bà con mình xem chi tiết nè. Quá đẹp. Con bên kia là sau núi về liền mũi trẻ. Ngang 1m4. Dài gần 10 thước á. Hai bé. Dạ, anh Nam quay cho cô chú anh chị mình chiếc ghe tầm khoảng 2 tấn rưỡi. Bè dành thì liền từ đầu tới đuôi. Liền trơn nha bà con. Ghe với kích thước là chiều ngang 1m50, chiều dài 9m5. Đang đi máy D15. Có qua lăng. Số ghe xích ga luôn anh Thành. Tổng dáng ghe đẹp nha cô chú anh chị. Giá cực kỳ rẻ luôn, có 17 triệu rồi cô chú anh chị ơi. Bà con nào ai có nhu cầu sử dụng mua về làm ghe chở đồ hay là ghe câu gia đình đó, ghe ra vô bè đồ này kia thì liên hệ nha. 2 tấn rưỡi cực kỳ đẹp luôn. Bè dành liền nha bà con. Bè dành liền từ đầu đuôi luôn. Quá đã, 17 triệu à, mê nhôm. Cứng 2 tấn rưỡi nha bà con. Cực đẹp. Dày 17 triệu à, lấy về xe liền, dạ không cần làm gì thêm nha. Ốp khẩu thì dày 5 phân, có dán sạp sẵn luôn, lái qua lăng. Rồi, mời bà con mình vô chi tiết phía bên trong. Mời cô chú anh chị, ghe đẹp quá nè. Dạ đây chi tiết phía bên trên nha bà con. Ok. Ông đà bê bọng đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đứt tay á. Quá đẹp. 1m50. Dài 9m5 nha bà con. Dán sạp có sẵn nè. Dán sạp dài bằng cây sao luôn nha. Công đà bê bọng cực đẹp. Đó. Quá đã bà con. 17 triệu à. Ghe cực kỳ nét nha. Quá sướng. Công đà chập bá luôn. Công đà 50 nha bà con. Nè. Đó. Ai có nhu cầu thì liên hệ hoặc đến trực tiếp chợ Đồng Phú, Vĩnh Long và đây xem và thương lượng giá với chủ giúp em. Ghe đẹp lắm. Hai bên như một. Đang chạy máy D15. Hộp số Hà Nội. Dạ không. Hộp số này bao nhiêu tua? Đi chinh dịch nhiều chú? Đi chinh dịch nhiều? Đi chinh dịch nhiều? Đang chạy 5 tấc 4 nha cô chú anh chị. Lái qua lăng luôn. Này. Để lái. Vị trí lái phía sau. Ở phía sau này cũng còn rộng rãi cho cô chú anh chị mình câu cá nè. Quá đã luôn. Cực đẹp. Có 17 triệu thôi, cứng 2 tấn rưỡi nha. Ngang 1m50, dài 9m5. Tiếp lắp. Lắp 25, tiếp 49. Ghe sạch đẹp lắm nha bà con. Ồ, quá đã luôn. Rồi ai có nhu cầu thương lượng, giao hoặc đến trực tiếp chợ Đồng Phú Vĩnh Long. Dạ đi xem ghe và thương lượng giá với chủ giúp em. Cảm ơn bà con nha. 2 tấn rưỡi ghe đẹp cực kỳ luôn nè. 1m50 dán sạp đầy đủ. Công đà thì vuông góc. Rồi, hẹn gặp lại bà con. Tạm biệt. Bye bye.